Barcelona là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Sút. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Modric bật tường. Tăng tốc. Sút. Vào. Pha thắng tuyệt đẹp của Luis Suarez. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Valencia. Cần phải phá bóng ngay. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Erling. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Nguy hiểm. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Trent Alexander-Arnold. Đó nên là một cơ hội và anh ấy đã bỏ lỡ nó. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Luka Modric. Messi. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Đường chuyền xuất sắc. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Có cơ hội. Các tình huống phạt góc thế này nguy hiểm chẳng kém gì phạt trực tiếp cả. Phòng ngự rất tốt. Cơ hội. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Hậu vệ quan sát và phản ứng rất tốt. Roberto Carlos. Đó là một quả ném biên. Sterling. Cơ hội tốt đã bị chặn đứng bởi phản ứng kịp thời của hậu vệ. Giorgio Chiellini. Van de Beek. Luka Modric. Messi. Việt vị rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống việt vị rất rõ ràng. PK. Sút đi. Luis Suarez việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu.
và đó là đường chuyền đảo cánh. Chuyền bóng lại. Luis Suarez. Messi. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Một cơ hội để đánh đầu. Và anh đã ghi bàn đường đầu. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Ồ, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Không có lời nào để mô tả. Một cú đánh đầu điên rồ. Tỷ số được đưa lên 2-0. Hậu vệ đã phá được bóng. Luka Modric. Valencia. Jutman. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Roberto Carlos. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Tăng tốc. Sút đi. Sóng gió tạm thời trôi qua. Cú sút phạt quá mạnh, không ai có thể với tới bóng và nó đã bay ra ngoài biên. Sergio Ramos. Pogba. Jutman. Messi. Jutman. Roberto Carlos. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Đó là một pha tăng tốc tuyệt vời. Tình huống lấy bóng của Valencia. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Và đây là cú sút. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Roberto Carlos. Matheus. Jutman. Ronaldo. Luka Modric. Cầu thủ của Barcelona vừa có một pha phạm lỗi. Đó là một thẻ vàng, nhất định là một chiếc thẻ vàng đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy, trong tình huống đó ông ta không có sự lựa chọn nào cả. Roberto Carlos. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Giorgio Chiellini. Erling. Hàng thủ đã ngăn chặn kịp thời phóng nguy hiểm đó. Sút. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Messi. Thật tuyệt khi sút. Phán đoán chính xác, De Gea đã ôm bóng trong tay. Trent Alexander-Arnold. Eden Hazard.
cần phải kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra trước. Cần phải tắt ngay. Thủ môn đã bắt rất tốt. Hết rồi. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Luka Matthäus. Giorgio Chiellini. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Vâng, đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Yeah, anh ấy vừa xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy đã làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Và Barcelona đang là đội dẫn trước. Ronaldo, đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Sterling, Luka Modric, Sterling, sút đi, đá không trúng mục tiêu. Rất trống trải. Sẽ có đá phạt. Van de Beek. Và đây là cú sút. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Modric. Và anh đã ghi bàn lần đầu. Thủ môn đã ngăn cản được một pha đánh đầu rất nguy hiểm. Đó có thể trở thành một bàn thắng. Thật tuyệt vời. Chúng ta nên dành nhiều lời khen cho thủ môn trong tình huống này. Ronaldo. Chỉ cần một cú tấc bóng để qua đó. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Mất bóng trong vòng cấm. Rất an toàn. Erling, Sergio Ramos. Anh ấy chơi rất tốt. Valencia vừa có pha phóng lên. Trent Alexander-Arnold. Anh ta đã xoạc xuống bóng, nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Luka Modric. Trent Alexander-Arnold. Cơ hội tốt đã bị chặn đứng bởi phản ứng kịp thời của vệ. Pogba. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Van de Beek. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm.
Và đây là cú sút không có bàn thắng, rất đáng tiếc cho một pha phản công mỗi một. Đúng là như vậy, có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Valencia. Giorgio Chiellini. Van de Beek. Cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn, một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn để thử điều đó và anh ta đã thành công. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Bóng ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với tỷ số. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Messi. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Sergio Ramos. Lothar Matthäus. Thật gọn gàng. Tình huống lấy bóng của Chiellini. Luis Suarez. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Một quả đá phạt ở đây. Họ đang thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và vươn lên dẫn trước. Pogba. Sergio Ramos. Ronaldo. Messi. Đường chuyền quá thông minh. Lothar Matthäus. Đó là cú đánh đầu thẳng bóng này, tuy nhiên nó hơi nhẹ và thủ môn đã không gặp chút hoang nào trong tiếng bàn thắng này. Sút. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Trent Alexander-Arnold. Họ có khoảng trống ở cánh. Đây là cơ hội để họ tấn công. Cầu thủ của Barcelona vừa có một pha phạm lỗi. Chấp nhận một pha phạt góc. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Lothar Matthäus. Đường chuyền xuất sắc. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Người đang giữ bóng là Paul Pogba. Messi. Trent Alexander-Arnold. Sterling. Cầu thủ của Barcelona vừa có một pha phạm lỗi.
Van de Beek. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Modric. Và đó là một quả đánh đầu. Một trận đấu tuyệt vời và nó sắp kết thúc khi thời gian không còn nhiều. Messi. Đây sẽ là một kết quả sau cùng của trận đấu. Một trong điều tuyệt vời của bóng đá hiện đại là không thể dự đoán trước tỷ số. Chính xác, khi trận đấu chưa kết thúc các trận đấu vẫn cần phải nỗ lực tối đa. Vâng, chúng ta có thể hiểu được vì sao anh ấy và đồng đội lại ăn mừng phấn khích như vậy. Đây là bàn thắng rất quan trọng. Valencia. Rất tốt. Phòng ngự xuất sắc. Luka Modric. Van de Beek. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Và như vậy, Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Chuyền bóng lại thành công. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Giorgio Chiellini. Erling. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Và đó sẽ là một cú ném biên. Van de Beek. Có cơ hội ngay bây giờ. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Và đây là cú sút. Phạt góc cho Barca. Một pha cứu thua xuất sắc. Tình huống lấy bóng của Valencia. Ronaldo. Luka Modric. Luis Suarez. Mất bóng trong vòng cấm. Anh ấy có thể sút. Khởi đầu tuyệt vời. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Và đây là cú sút. Không thể tin được là không có bàn thắng gỡ hòa trong tiếng vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Lucas Matheus.
Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Ronaldo. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Sterling. Roberto Carlos. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Một pha tắc bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc và sau đây là pha ném biên. Chuyền bóng lại. Ronaldo. Thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Luis Suarez. Tiến lên đi. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Trọng tài báo hiệu còn 3 phút bù giờ. Rất nhanh. Sút. Anh ta đã cố gắng lốp bóng qua đầu thủ môn nhưng thủ môn đã phát hiện điều này. Vâng, rất khó để thực hiện kỹ năng này, nó cần phải sử dụng đúng thời điểm. Sergio Ramos. Chỉ có một bàn được ghi trong trận. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Luka Modric. Erling. Sút đi. Đó là pha cản bóng thân sâu. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Goodman. Tát rồi. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Nếu bạn nghĩ rằng đội ưu thế hơn sẽ thắng thì bạn đã sai. Đội bóng yếu hơn đã ghi bàn. Thật tuyệt vời đúng không? Họ là một tập thể gắn bó với nhau và cầu thủ thật sự có tinh thần tốt nhất. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Trent Alexander-Arnold. Van de Beek. Sterling. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Luka Modric. Van de Beek. Có thể phản công. Kiểm soát bóng tốt. Đó nên là một cơ hội. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Cần phải phá bóng ngay. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Pogba.
có thể có bàn thắng. Một lần nữa cơ hội đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Lionel Messi. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Vẫn không có bàn thắng. Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Chỉ còn 5 phút thi đấu, một bàn thắng vào lúc này có thể sẽ ấn định kết quả trận đấu. Van de Beek. Messi. Đường chuyền quá thông minh. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Vẫn chưa hết giờ. Sút. Thủ môn đã bắt rất tốt. Hết giờ, cả hai đội sẽ tăng. Nói đùa một chút thì giống như cả 22 cầu thủ đang thi đấu đều không muốn đá tiếp vậy. Trận đấu còn mòn quá nhiều thể lực. Rất tốt. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Nguy hiểm. Van de Beek. Thi đấu rất hiệu quả và chắc chắn, và họ đang cố gắng để mình vươn lên dẫn đầu. Rất trống trải. Và đây là cú sút. Chuyền bóng lại thành công. Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Hai đội sẽ nghỉ ngơi ít phút và tiến hành 15 phút cho những cố gắng cuối cùng của hai đội. Ghi bàn và chiến thắng hay là chấp nhận một đấu súng đầy may rồi. Gọn gàng. Đối thủ phòng ngự rất tốt và đã mất quyền kiểm soát bóng. Van de Beek. Có lẽ phải cần đến loạt sút luân lưu mới phân định được thắng thua. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Sút. Một pha thoát tim đối với cầu thủ phòng ngự. Tỷ số vẫn chưa thay đổi. Vâng, một cơ hội tuyệt vời để kết liễu trận đấu này nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Theo đồng hồ thì chỉ còn 3 phút cuối phụ. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Cầu bóng vào. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Tát rồi. Như vậy là tỷ số trận đấu vẫn không. Và lượt sút đầu tiên bắt đầu.
và anh đã có bàn thắng. Bàn thắng tuyệt vời. Anh đã tận dụng cơ hội tuyệt vời đó. Và anh ấy đã có bàn thắng. Và đó là bàn thắng tuyệt vời, cú dứt điểm rất tốt. Anh ấy phải có sự can đảm để thực hiện điều này. Bóng đập sang ngang rồi. Anh ta có vẻ không tự tin lắm với cú sút của mình. Một tình huống cản phá xuất sắc của De Gea. Và anh ấy đã có bàn thắng. Tôi phải nói anh ấy đừng lo lắng vì điều này đã thể hiện rất rõ trên khuôn mặt anh ta. Bàn thắng tuyệt vời. Vâng, áp lực đang đè nặng lên người thực hiện quả đá phạt này. Nếu không có bàn thắng, họ sẽ thua. Và anh ấy đã tận dụng cơ hội tuyệt vời đó. Vâng, anh ấy sẽ tiến lên làm việc này. Tôi không chắc chắn lắm. Và anh ấy đã có bàn thắng. Không vào. Đó là một tình huống đổi người tuyệt vời. Chiến thắng rồi. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Mất bóng. Đó nên là một cơ hội. Ồ, thật dễ dàng trên thủ môn. Chuyền bóng lại. Schürrle. Messi. Ronaldo. Tati. Cristiano Ronaldo. Anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng ban đầu. Vâng. Đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Anh ấy xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Ôi, anh có cảm nhận được không? Cuối đầu đấy mạnh không thua kém gì một cú sút cả. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Sergio Ramos. Khả năng đọc tình huống rất tốt của Sergio Ramos. Có cơ hội ngay bây giờ. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Luka Modric. Vâng, anh ta dính mấy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Sergio Ramos. Lothar Matthäus. Van de Beek. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Phòng ngự chuẩn xác giúp đội nhà tránh được pha tấn công nguy hiểm. Khả năng đọc tình huống rất tốt của Valencia. Cơ hội. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc.
sóng gió đã tạm thời trôi qua. Chấp nhận một pha phạt góc. Nguy hiểm, pha bóng đi. Và bóng đã đi ra ngoài sân sau cú đá phạt. Luka Modric. Valencia. Và đây sẽ là một quả ném biên. Van de Beek. Sterling. Pogba. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Và đây là cú sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Cơ hội ghi bàn gỡ hòa từ pha đá phạt góc này. Anh ấy đã cướp được bóng. Ronaldo. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Luis Suarez. Có thể dứt điểm ngay. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Messi. Thật tuyệt khi sút. Ronaldo. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Luka Modric. Luis Suarez. Có thể sẽ có thẻ vàng. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Luka Modric. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Messi. Schürrle. Van de Beek. Luka Modric. Rất trống trải. Schürrle. Trent Alexander-Arnold. Van de Beek. Roberto Carlos. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Mất bóng rồi. Pogba. Chuyền bóng lại thành công. Messi. Pogba. Sterling. Luis Suarez. Tình huống tấn công rất hay. Rất nhiều đường chuyền. Tuyệt vời, một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Van de Beek. Vâng, đó là điều chúng tôi mong đợi khi bàn thắng được thực hiện. Tôi nghĩ rằng họ biết họ thi đấu tốt hơn và mong muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt với sự tự tin rất cao. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Messi. Luka Modric. Bắt bóng.
Sterling. Chắc chắn được có penalty. Một quả phạt đền và đó là hình phạt duy nhất được trọng tài đưa ra. Nhưng bóng này cần phải được xử phạt hơn thế nữa. Tôi cho rằng cầu thủ phạm lỗi hoàn toàn có thể bị đuổi ra sân trong tình huống này. Nếu không, cú dứt điểm lạnh lùng từ chấm phạt đền. Đó là một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy, rất quyết đoán. Barcelona đang bị dẫn trước. Pha bóng rất dắt. Sergio Ramos. Sterling. Phòng ngự rất tốt. Lucas Vázquez. Messi. Van de Beek. Trận đấu đang đi tới phút thứ 82. Có cơ hội ngay bây giờ. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Anh ấy có thể sút. Alexander Arnold. Vào rồi, thật tuyệt vời. Cầu thủ này là một hậu vệ thường xuyên ghi bàn. Anh ấy đã thực hiện được. Vâng, đây là hậu vệ người luôn muốn làm điều gì đó bất ngờ và anh ta đã làm nó thật tuyệt. 3-1 trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Sterling. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Luis Suarez. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt đợt tấn công. Ronaldo. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Valencia. Ném biên cho Barca. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Valencia. Tiền đạo không thể bị chặn lại. Trent Alexander Arnold. Sterling. Sút đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Ronaldo. Luis Suarez. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Messi. Mở bóng sang cánh là một quyết định khôn ngoan lúc này. Có thể phản công. Messi. Luis Suarez. Đường chuyền xuất sắc. Cản pháo xuất sắc. Cơ hội.
Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này được. Messi. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Khi bạn đang phải nhận thẻ vàng, bạn cần phải thi đấu cẩn thận hơn. Nếu không, đồng đội của bạn rất có thể sẽ phải rơi vào tình trạng 10-11. Một quả đá phạt ở đây. Quả đá phạt đã trúng vào hàng rào và bay thẳng vào lưới. Thủ môn đã hoàn toàn bất ngờ. Bàn thắng tuyệt vời trong tình huống đá phạt. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, tôi đã cảm thấy sẽ có bàn thắng từ tình huống này. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Có cơ hội, lại một bàn thắng nữa. Trong tích tắc và họ đã có thêm một bàn thắng được ghi, họ đang làm rất tốt. Đúng vậy, đối thủ của họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tỷ số hiện tại là 2-0. Sergio Ramos. Van de Beek. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Cần phải bình tĩnh lại. Không ai muốn trận đấu tuyệt vời này bị phá hủy bởi những chiếc thẻ phạt thế này. Erling. Van de Beek. Qua người rất hay. Erling. Van de Beek. Roberto Carlos. Đây rồi, bàn thắng. Anh ấy đã có cú đúp của nó thật tuyệt vời. 3-0 rất nhanh chóng và gọn gàng. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Theo lý thường thì bạn ghi bao nhiêu bàn thì đối thủ cũng có thể ghi bấy nhiêu bàn trong hiệp 2. Nhưng ở trường hợp này thì chúng ta rất khó tin đội đang bị dẫn trước rất xa có thể lật ngược tình thế được. Luka Modric. Messi. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Erling. Messi. Chuyền đi. Đây có thể là một cơ hội tốt để ghi bàn. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Thủ môn đã bắt được bóng. Các tình huống phạt góc thế này thì nguy hiểm chẳng kém gì phạt trực tiếp cả. Chấp nhận một pha phạt góc. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Họ đã mất quyền kiểm soát. Roberto Carlos.
Hiu Minh Son. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Có cơ hội ngay bây giờ. Sút rất tốt nhưng ồ, nó quá cao. Trọng tài chạy đến chỗ anh ấy và rút ra một chiếc thẻ vàng. Và để cầu thủ này tiếp tục thi đấu, đó là một quyết định chính xác. Nhưng cầu thủ phản đối sẽ phải cẩn thận hơn. Vâng, tình huống đó luôn có chiếc thẻ vàng rút ra phải không anh? Đó là một tình huống xử lý tệ. Anh ta sẽ phải rời sân nếu tiếp tục phạm lỗi. Lothar Matthäus. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Đây là một cơ hội khác. Anh ấy có thể sút. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng và ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Sterling. Anh ấy đã cướp được bóng. Một pha tạt bóng tầm thấp. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Lothar Matthäus. Vẫn là phạt góc. Rất an toàn. Một quả đá phạt trực tiếp. Son Heung-min. Roberto Carlos. Christian Eriksen. Trọng tài báo hiệu còn 3 phút bù giờ. Christian Eriksen. Trọng tài
Valencia sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Tình huống ngay. Đường chuyền quá thông minh. Mất bóng trong vòng cấm. Phòng ngự rất tốt. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Sút đi. Vào. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn. Một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn để thử điều đó, và anh ta đã thành công. Tỷ số được mở 1-0. Một cú sút chéo góc, và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Rất nhanh. Đường chuyền xuất sắc. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Rất khó khăn cho hàng phòng ngự. Anh ấy đã cướp được bóng. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Pogba. Ông trọng tài linh hồn của trận đấu hôm nay đã quyết định cho trận đấu tiếp tục. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Đọc tình huống chính xác và Piccini cắt bóng thành công. Santimina. Rất tốt. Ném biên cho Barca. Ronaldo. Họ đã chơi tuyệt vời, đường chuyền rất tốt để vượt qua. Tiến lên đi. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Vâng, đó là một thắng rất tốt, rất xứng đáng với cái cách đội bóng này đang thể hiện. Yeah, các số liệu thống kê không nói dối. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã ghi được bàn thắng. Tỷ số hiện tại là 2-0. Messi. Pogba. Và phút bóng đã bị chặn lại. Tỷ số 11 là trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Cristiano Piccini. Sergio Ramos. Valencia. Oh, quá sớm, việt vị. Dani Parejo. Tình huống lấy bóng của Piqué. Cristiano Piccini. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Carlos Soler Barragan. Rodrigo. Cristiano Piccini.
Đó nên là một cơ hội. Mất bóng. Ronaldo. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Mất bóng trong vòng cấm. Một pha xoạc bóng của Gabriel. Santi Mina. Một quả đá phạt trực tiếp. Daniel Vaz. Pique. Schutman. Chắc chắn được có penalty. Một quả phạt đền và kèm theo đó là vàng cho cầu thủ phạm lỗi. Vâng, đó là một cơ hội tuyệt vời cho đối thủ ghi bàn. Ghi bàn rồi, bàn thắng từ chấn phạt đền. Nới rộng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Okelin. Không có nhiều khoảng trống để tấn công. Đường chuyền quá thông minh. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Daniel Vaz. Carlos Soler Barragan. Gaia. Có thể có bàn thắng. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Ronaldo. Thời gian thi đấu của trận.
Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Dani Alves. Ronaldo. Gennaro Gattuso. Luis Suarez. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Thật gọn gàng. Cơ hội. Ronaldo. Manchester United đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Coutinho tăng tốc. Sút vào. Bàn thắng được ghi cho Man United. Tỷ số được mở 1-0. Messi. Lucas Marquez. Lionel Messi. Wow. Sự cố tập trung đã bắt họ trả giá đắt. Đây đã là những phút cuối rồi. Họ sẽ không có nhiều thời gian để sửa sai. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Bóng bay vào góc xa khung thành. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Tình huống tấn công rất hay. Messi. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Piqué. Pogba. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Sudi. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Ném nhìn cho Barca. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Nguy hiểm. Một cú sút chéo góc. Và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Coutinho. Rất trống trải. Phản công không. Lucas Matheus. Anh ấy có thể sút. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Tỷ số đưa sang bằng 2-2 rất hấp dẫn. Không được. Toni Kroos. Sút. Phải ghi được bàn từ điều này. Bắt phạt góc là sờ chiêng của thủ môn này. Một cú sút xa và đây là bài kiểm tra không dễ cho thủ môn. Ronaldo về vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Thiago Silva. Pogba. Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Toni Kroos. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Manchester United.
Vào rồi, thật tuyệt vời. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Tỷ số 11 là 3-2. Hiệp 2 được bắt đầu với quyền kiểm soát từ cao thủ Dư Tít. Coutinho, Frank Ribery, pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Rất nhiều đường chuyền, sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Chuyền bóng lại thành công. Valencia. Nguy hiểm. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Toni Kroos có cơ hội. Vào. Bàn thắng được ghi cho Man United. Vâng, không thể tiên đoán bất cứ gì trong trận đấu vì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Họ đã có bàn thắng rất xứng đáng. Vâng, và đó là một bàn thắng tuyệt vời sau rất nhiều những cú sút trong trận đấu. Bình tĩnh, tốc độ tốt, dứt điểm hoàn hảo. Một pha đột phá cá nhân không thể chê vào đâu được. Họ đã ép đối thủ đưa bóng ra ngoài biên. Frank Ribery, Gattuso, Luis Suarez, cầu thủ sút đi. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Sergio Ramos, tuyệt khi sút. Đó là pha chạm bóng tốt. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Đường chuyền quá thông minh. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Nếu bạn đã không đếm được nữa thì tỷ số là 4-3. Daniel Vest, Luis Suarez, tình huống lấy bóng của Umtiti. Daniel Vest, để mất bóng. Vào. Bàn thắng được ghi cho Man United. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Một bữa tiệc bàn thắng đáng để xem, một cảnh tượng tuyệt vời, rất nhiều bàn thắng. Cơ hội tốt đã bị chặn đứng bởi phản ứng kịp thời của hậu vệ. Frank Ribery, có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Bàn thắng được ghi cho Man United. Manchester United lại tiếp tục nới rộng khoảng cách. Một bàn thắng nữa và chiến thắng gần hơn bao giờ hết. Vâng, đó là một gia vị đặc biệt cho chiến thắng tuyệt vời ngày hôm nay. 9 bàn thắng trong một trận đấu. Khoảng cách hiện tại là 3 bàn. Có cơ hội ngay bây giờ. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Sút. Hát chứ. Đây là một ngày không được quên với anh ta. Hôm nay cầu thủ đó đã có một cú hát chích. Anh ấy đã chơi rất tốt. Màn trình diễn vô cùng đẳng cấp. Màn trình diễn qua đội phản ứng đúng với bảng tỷ số hiện tại. Cản pháo xuất sắc. Luis Suarez.
Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Gennaro Gattuso. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Hết giờ, Manchester United đã giành được chiến thắng cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã có chỗ ngồi cả chưa? Chắc chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi mà. Ronaldo. Rafa Márquez. Goodman. Ilkay Gundogan. N'Golo Kanté. Sút tuyệt vời, nguồn thắng vô cùng đẹp mắt của Paul Pogba. Nguồn thắng đến từ đội trưởng của đội bóng. Đúng vậy, đó là một người đội trưởng mẫu mực. Anh ta làm tôi nhớ tới Lương Xuân Trường, thủ quân của U23 Việt Nam. Dứt điểm đẳng cấp, thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Morata. Anh ấy có thể sút. Bất bóng trong vòng cấm. Không có thẻ phạt. Chỉ có một pha đá phạt trực tiếp. Valencia. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Không được. Và đây là cú sút. Đó là pha chặn bóng tốt. Ronaldinho. N'Golo Kanté. Pogba. Ronaldinho. Nguy hiểm. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Tình huống lấy bóng của Alaba. N'Golo Kanté. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Pogba. Kylian Mbappe blow tin. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút. Bóng đã nằm gọn trong tay anh ta. Messi. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Rất tốt. Sút. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Ronaldinho. Sút men. Đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng.
Messi. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Có cơ hội ngay bây giờ. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Cả hai đội đã chơi khá tốt trong hiệp một này. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Làm cách nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Valencia. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Mất bóng. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Chutman. Messi. Sút đi. Thủ môn đã bắt được bóng. Đây rồi, bàn thắng. Đã có tín hiệu từ trọng tài viên, bàn thắng sẽ không được công nhận. Tổ trọng tài đã có một quyết định chính xác. Không vào. Tình huống lấy bóng của Umtiti. Ilkay Gundogan. Kylian Mbappe Blotin. Ilkay Gundogan. Cơ hội cho một cú tạt bóng. Tạt đi. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Murata đột phá. Một pha dốc bóng đầy kỹ thuật để mà hưởng lưu thương. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Gundogan. Bóng rơi cột từ cái điểm ra ngoài nhưng vẫn có bàn thắng. Vâng, chúng tôi nhìn thấy bóng đập cột và đi vào lưới. Vẫn hay với cột rập. Thủ môn dí cột rập sẽ cản phá nhưng rất tiếc là bóng đã bay vào lưới. Barcelona đang bị dẫn trước. Rất tốt. Mất bóng trong vòng cấm. Kylian Mbappe Blotin. Morata. Sút đi. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Thật sự là cái giấc mộng với những đối thủ đã vượt đường xa xa xôi đến thi đấu tại sân vận động này. Đúng vậy, áp lực kinh khủng từ bốn phía khán đài và sự tỉnh táo của đội chủ nhà đang đẩy họ đến chân tường. Barcelona vẫn đang bị dẫn một bàn. Ronaldo. Một đường chuyền đẹp, họ có thể kết thúc nó. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Cơ hội. Và anh ấy đã với tới bóng. Vẫn không có bàn thắng.
Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Pogba. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Pogba. Tiến lên đi. Ba thủ môn. Anh ấy đã có được bóng. Pha đánh đầu truyền cho đồng đội. Gündoğan căng ngang. Một pha đỡ bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Và như vậy, Barcelona là đội giao bóng và trận từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Messi. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Phòng ngự rất tốt. Pogba. Thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã bắt rất tốt. Và đây là cú sút. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Eden Hazard. Và đây là cú sút. Bóng văng ra rồi vẫn còn. Lại chạm sang ngang. Mất bóng. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Eden Hazard. David Silva. Tát rồi. Đây đã có thể là một cú rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tình huống vị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Valencia. Chutman. Messi. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Pha bóng an toàn. Tình huống ngay. Đá phạt cho Barcelona. Rio Ferdinand. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu phẩm bằng đầu. Đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Yeah, anh ấy vừa xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy đã làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Đó là cú nhảy hiểm hóc, ném đi cho Barca. Eric Dier. Phan Cao. Eden Hazard.
David Silva. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Jude Mendes. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Phan Cao. Rất tốt. N'Golo Kanté. Cần phải phá bóng ngay. Sergio Ramos. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Đường chuyền quá thông minh. Pogba. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Chỉ có một bàn. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Sút đi. Sút. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Pogba. Cristiano Ronaldo. Và đây là bàn gỡ. Ồ không, không có bàn thắng. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Lionel Messi. Wow. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Eric Dier. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Phối hợp tốt. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt đợt tấn công. Pogba. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Nguy hiểm. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Trent Alexander-Arnold. Phan Cao. Alexander-Arnold. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ. Họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Jude Mendes. Messi. Làm gì đây? Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Đó là pha cản bóng thân sâu. Eden Hazard. Messi. Neymar. Eric Dier. Eden Hazard. Cơ hội. Sút. Như vậy là họ đã vươn lên dẫn trước. Hãy xem lại pha quay chậm này, thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút, bóng bay thẳng vào chỗ hoàn toàn trống trải. Vâng, nhiệm vụ còn lại của tiền đạo là rất đơn giản, anh ta chỉ việc sút vào góc đấy thôi. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Sóng gió đã nổi lên. Anh ấy có thể sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Vâng,
Đây là dấu chấm hết cho trận đấu. Vâng, họ đang dẫn trước trong trận đấu. Một sự thể hiện tốt của đội bóng phản ánh đúng trên bàn tỷ số. Trận đấu có tính chất giải trí, tỷ số được cân bằng một lần nữa. Đến ngược bắt đầu, chúng ta chỉ còn 9 phút. Rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Đó nên là một cơ hội. Và sẽ là phạt góc cho Barcelona. Họ sẽ làm gì với quả phạt góc này đây? Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Cản phá rất đúng lúc. Messi. Cơ hội. David Silva. Anh ấy đã cướp được bóng. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Sergio Ramos. Manchester United sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Messi. Cần phải làm tốt hơn cho những cú phản công thế này. Đúng là như vậy, bóng đá hiện đại đang ngày một ít các cơ hội rõ ràng như thế này. Vì thế, bạn không được hoang phí, ít nhất là theo cách như vậy. Pogba. Messi. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc. Đó là một pha ném biên. Perisic. Messi. Sút đi. Nhưng quả bóng đã đi ra ngoài. Ivan Perisic. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Và đây là pha tấn công của cầu thủ Manchester United. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Valencia. Nguy hiểm. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Pique. Messi. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Goodman. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua.
Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Messi. Và bóng đã đi ra ngoài sân sau cú đá phạt. Goodman. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Perisic. Hãy thử tăng bóng nhưng đừng quá cao. Roberto Carlos. Tình huống tấn công rất hay. Lucas Matheus. Goodman. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Đường truyền quá thông minh. Thật tuyệt khi sút. Vào. Ồ, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tiếng đó. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Rất tốt. Ronaldo. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút bù giờ nữa. Luis Suarez. Vào bóng đúng lúc và cướp bóng. Anh ấy có thể sút. Wow. Bàn thắng được ghi cho Man United. Vâng, không thể tin vào bất cứ gì trong trận đấu vì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Họ đã có bàn thắng rất xứng đáng. Vâng, và đó là một bàn thắng tuyệt vời sau rất nhiều những cú sút trong trận đấu. Tốt lắm. Hiệp 1 của trận đấu này đã. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Valencia, Messi. Valencia. Tát rồi. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng bằng đầu. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Thật tuyệt phải không? Đó là pha tạt bóng rất tốt từ cánh phải. Đúng vậy, thật tuyệt vời khi có được bàn thắng. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Manchester United đang bị dẫn trước. Bóng đã ra ngoài. Một đường truyền có ý đồ nhưng không thật sự tốt. Ronaldo. Cơ hội là đây. Sút đi. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Chỉ là nhắc nhở. Tỷ số hiện tại là 3-1. Đó là một ý tưởng tốt để tấn công ở cánh, nhưng bóng ra ngoài và một quả ném biên. Ronaldo. Đó nên là một cơ hội. Đó là pha chạm bóng tốt.
Anh ấy đã cướp được bóng rất nhanh. Anh ấy đã ghi bàn. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Lacazette. Barcelona lại tiếp tục nới ra khoảng cách, một bàn thắng nữa và chiến thắng gần hơn bao giờ hết. Vâng, đó là một gia vị đặc biệt cho chiến thắng tuyệt vời ngày hôm nay. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Đây là một cơ hội khác. Có cơ hội. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Ném đi cho Barca. Ronaldo phối hợp rất tốt. Gần như đã có hat trick trong trận này. Chỉ cần một bàn thắng thôi, nhưng rất tiếc là không. Tôi nghĩ rằng anh ta đã chơi tốt trong trận đấu này với việc có hai bàn thắng trước đó, nhưng để mất hat trick thì quả là đáng tiếc. Đây là một pha bóng tốt, có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Anh ấy có thể sút. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Thật dễ dàng trên thủ môn. Tâng bóng hơi thấp. Ronaldo có cơ hội ngay bây giờ. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Thật tuyệt khi sút. Cú dứt điểm không thành công. Đó nên là một cơ hội. Thủ môn đã làm việc quá tốt. Thời gian trận đấu còn 7 phút nữa. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Sút. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Thủ môn đã phá được bóng nhưng cơ hội vẫn còn. Bóng đã ra biên. Sút. Tuyệt vời. Bàn trong bất kỳ môn thể thao nào đều đáng để ăn mừng, nhưng khi bạn ghi được hai bàn thì đó là một niềm vui đặc biệt. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Có cơ hội. Hat trick. Với cú hat trick này, đây là một ngày thi đấu tuyệt vời của anh ta. 6-1 trên bảng điện tử. Hết giờ.